Từ lúc triển khai thực hiện trên địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đến nay, mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ chủ nhà trọ và các công nhân, người lao động đang thuê trọ. Theo đó, mô hình không chỉ đảm bảo an toàn tại khuôn viên nhà trọ mà còn tạo điều kiện cho các nữ công nhân, lao động tự do tham gia những buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ múa hát, tập thể dục rèn luyện sức khỏe vào mỗi buổi tối. Với cái tư cách là chủ nhà trọ, tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, cũng nhắc nhở chị em tránh ra các tệ nạn xã hội, rồi như cái khó khăn gì thì báo, mình thì giải quyết, như không được thì nhờ bên hội phụ nữ kết hợp với công an. Với mô hình này nó hay cái là kết hợp được cái bên phòng cháy chữa cháy, nó cho mình bình chữa cháy với tập huấn cho mình cái bảo vệ được cái an toàn cái khu nhà trọ của mình á. Thì mình triển khai á, thì chị em gia đình ở người ở trọ thì người ta cũng hưởng ứng, thấy cái khu trọ đảm bảo an ninh trật tự, ta an tâm sinh sống, người ta ở lâu dài với mình. Từ lúc tôi ở tới giờ thì ở đây rất là an ninh, không có tệ nạn, không có cờ bạc gì hết. Chung là đi làm là cũng yên tâm lắm, tại đây cô chủ trọ cũng hay đi tới đi lui á, có cổng rào, có camera trước nữa, cho nên cũng không có sợ người lạ đi tới đi lui. Tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng mà không có xảy ra chuyện mất cắp gì trơn á, không có cờ bạc. Nhờ cái mô hình này á, là mình cảm thấy sống an toàn, nó cũng an tâm để đi làm. Tôi đi làm về đến chung đó thì cũng không có nhiều thời gian, có bữa về tối, có bữa về sớm. Mô hình này cũng tạo cho chị em phụ nữ vui chơi được, có giữ gìn được sức khỏe. Hôm nào tôi về sớm thì tôi cũng ra đây tập luyện với chị em, khỏe mà vui. Năm 2022 thì mình thành lập mô hình thí điểm đầu tiên là ở khu vực 4 với 5 cái cơ sở trọ tham gia cùng với mô hình. Thì qua một năm mà triển khai thực hiện thì mô hình hiệu quả thì bắt đầu mình nhân rộng. Năm 2023 thì mình thành lập ở khu vực 6 này. Thì khi mình thành lập ở khu vực 6 thì mình có phối hợp thêm với lại chỗ công an phòng cháy chữa cháy. Thì mục tiêu hướng đến của mình trong cái việc thành lập cái mô hình này là làm sao đảm bảo cho cái việc an ninh trật tự ở cái khu trọ. Và bên cạnh đó mình gắn nhiều với phụ nữ và trẻ em ở cái sự an toàn về phòng cháy chữa cháy, bạo lực gia đình, các chị em đều được bảo vệ về quyền lợi của người phụ nữ, về của trẻ em. Các trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn thì có thể được tiếp sức đến trường, không để trẻ em nào ở trọ mà có hoàn cảnh khó khăn mà không đủ điều kiện đến trường thì mình kịp thời tiếp sức, mình hỗ trợ. Hiện tại, mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em được thực hiện ở hai khu vực trên địa bàn phường Trà Nóc. Để tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình trong thời gian tới, tùy vào điều kiện thực tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc dự kiến sẽ nhân rộng mô hình đến các khu vực còn lại để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về việc tạo nên môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ, trẻ em ở các khu trọ.